Bây giờ mọi người xem nha, mình đi kiếm cái con ông chúa nó cho mọi người xem. Ông chúa nó trốn kỹ lắm. Có con ông đất bay núi o này, đứa nó dành tổ ông rùi đó. Bây giờ mình cắt cho mọi người xem. Tổ nó được đây rồi, con nó ra hết rồi. Tổ nó thì bé. Quá bé. Chỉ không được một sợi mật rồi. Bây giờ mẹ nó bu vào lấy nguyên tổ rồi. Rồi nó khui ra nó ăn hết này, mấy cái lỗ trống này nè mọi người thấy không, nó này khui ra nó ăn rồi. Con ăn đất à, con đất nó dành tội rùi lại với mình. Để mình trong lầm đang được mình bấm nó ra ngoài đằng mình kiếm một ông chúa cho mọi người xem. Đây mọi người, để mình dừng máy mình ra ngoài trống cái mình quay cho mọi người xem nhé. Bây giờ mọi người xem nha, mình đi kiếm cái con ông chúa nó cho mọi người xem. Ông chúa nó trốn kỹ lắm. Chúa chỉ cần trốn ở trên giữa. Ui, ra ngoài đường mà mũi nó còn chất. Đây là con chúa đó đây mọi người.
Đó, chúa đây. Bay rồi, bay rồi. Người thấy chúa nó bay rồi. Nếu mình định bắt nó lại mà mình sợ. Nếu nó hư cánh xíu là nó bay không được. Bỏ tổ tội. Bỏ đàn nó. Mình kiếm thêm được chắc một tổ nó chỉ có một con chúa thôi, không có nhiều chúa được. Chỉ có một chúa thôi. Chỗ này nó không có đĩa chúa. Ra đây không? Cái tổ này đợt con nó ra vừa rồi này, mọi người thấy không, trong bánh nó đâu còn con đâu. Nó ra hết rồi. Nó ra rồi nên nó hút những lỗ trống rồi nè, nó hút mật rồi, bớt rồi. Đây, nó hút. Nó làm tới dưới đây. Còn phần dưới đây là cái phần nó bỏ nhụy hoa. Đây. Nhụy hoa là những cái vàng vàng này, này mọi người. Nhiều người không biết nói đây là phân em là cất em á, nhưng mà không phải, đây là nó phân hoa. Nó đi lấy hoa vừa nó đỡ nó con nó ra tổ này. Mình ăn thử. Nó béo lắm. Ừ, phân hoa mà. À, chảy mật ra rồi. Đây là nó tha cái chất gì là nó làm hai bên đầu cây này chất dính đó. Kiến rồi là không vào được, nhưng ong nó cũng bị dính không, còn nó dính không ra được, dính cái chân đó. Anh gửi cho anh bây rồi. Đó, nó bay đây. Nhìn cục mật một tròn. Ghê. Có được bằng bắp tay mình không? Mọi người thấy cái nó to hơn. Lỗ trong đó là mật này, nó bít lại. Đó, mọi người thấy không mật không? Ngọt. Bánh này con mẹ nó con ra hết rồi. Tổ này lấy nguyên tổ chứ có khi ít bữa nào nó ăn hết mật đây nó còn bỏ đi, nó không để lại mà. Mọi người thấy. À, cũng có để lại mà ít. Số ít rồi. Đây rồi. Đây là cục phân hoa nó. Đó, phân hoa nó nè. Hoa nó chấm với mật ăn béo. Vừa béo vừa ngọt. Nó có lấy cái loại ho gì nữa, cái mặt ho nó cũng vẫn nhẵn nhẵn.
mình kính thử một phát nè. Ồ, không ngọt. Quá ngọt. Mọi người nhìn mèo mặt cái vàng đẹp nữa không? Cái này nó nhiều chút này. Đó, vàng rồi. Mặt đẹp không? Ừ, quá ngon, quá ngọt. Anh con xíu vậy mà thấy đã ghét cổ rồi. Ngọt quá. Không biết lấy cái loại phấn hoa gì mà đánh nhẫn nhẫn. Mặt mà bị mà nó lên bọt nhiều á mọi người biết không, là những cái phấn hoa này nè nó còn dính lại trong mặt á, sau này nó sẽ nổi cái váng vàng 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 lên trên. Mình đi lấy mật á là mình phải lấy kỹ những cái phấn hoa này. Ông này thì nó ít, ông khối á, ông khối nó mới nhiều. Mình lấy sạch phấn hoa đó là mình bảo vệ mặt nó được lâu. Ông nó làm cục mật cười gưa quá. Cái bánh thì bị tí mà. Bánh mình nỉ bể kia rồi. Cho nó tới đây mà cục như cục mật. Khiếp. Thôi chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Nếu mọi người thấy hay thì hãy chia sẻ giúp mình và đăng ký kênh nhé. Nhớ nhấn chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Xin tạm biệt cả nhà.